Tần Phi Vũ bị tung thêm video sự nghiệp chính thức tiêu tan, bóc lại bí mật chấn động. Liên quan đến vụ việc của Trần Phi Vũ không chỉ dừng lại ở loạt ảnh giường chiếu, loạt video và file ghi âm của nam tài tử hiện cũng đang gây xôn xao mạng xã hội. Sau khi bị phanh phui, khoảnh khắc Trần Phi Vũ thản nhiên selfie thẳng hoang sau khi hình sự cũng bị bóc mã. Trưa ngày 13 tháng 2, làng giải trí Hoa ngữ được một phen dậy sóng khi các blogger xứ Trung bất ngờ tung hàng loạt ảnh giường chiếu của một cặp đôi, trong đó chàng trai có ngoại hình khá giống với Trần Phi Vũ. Các tin đồn không có tính xác thực về Trần Phi Vũ bất ngờ lan nhanh với tốc độ chóng mặt như Trần Phi Vũ qua lại với nhân viên đã có chồng, người tung ảnh là chồng của cô gái trong ảnh, Trần Phi Vũ qua lại cùng hot girl mạng, Trần Phi Vũ nhiều lần thuê khách sạn qua đêm cùng nhân viên trang điểm đã có chồng từ năm 2021. Đến hiện tại, các tin đồn vẫn tiếp tục bị thổi bùng, loạt ảnh cưới của cô gái xuất hiện trong ảnh chăn gối cũng đã được phát tán. Từ quá Trần Phi Vũ đã nóng đến mức đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm của trang Weibo, không chỉ dừng lại ở loạt ảnh, nhiều thông tin về video 2 phút của vụ việc cũng đang được lan truyền. Hiện chính chủ và văn phòng làm việc vẫn im lặng và chưa lên tiếng bất cứ điều gì liên quan đến nguồn tin bất lợi này. Loạt khoảnh khắc tung ra khi là hình ảnh người đàn ông đang ngủ say, dựa trên đặc điểm khóe miệng và tai, công chúng cho rằng thanh niên trong ảnh chính là Trần Phi Vũ. Theo blogger, bạn gái của Trần Phi Vũ là hot girl mạng tên Diệt Lâm, là trạm fan của Trần Phi Vũ. Họ hẹn hò từ năm 2021, cả hai nhiều lần ra vào khách sạn ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Diệp Lâm là sinh viên trường Thanh Hoa, sau đó gia nhập ngành giải trí. Cô vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt của Trần Phi Vũ và từng nhiều lần theo chân nam diễn viên đến các sự kiện để thể hiện tình cảm. Cộng đồng mạng hiện cũng đã đào ra ảnh selfie cũ đăng vào tháng 7 năm 2021 của Trần Phi Vũ trên Weibo, khoe mặt mộc rạng người. Tuy nhiên, tầm này lại trùng với khoảng thời gian mà Trần Phi Vũ giường chiếu với hot girl trên. Thậm chí, bét râu và nội thất cũng sắp xếp y hệt căn phòng khách sạn ở Trường Sa trong bức ảnh bị tung ra. Nhiều nghi vấn Trần Phi Vũ sau khi hành sự đã tung ảnh selfie cho fan khiến dân tình không khỏi sốc. Một số nguồn tin cho biết hot girl mạng này đã kết hôn, loạt ảnh của Trần Phi Vũ bị bại lộ là do chồng của Diệp Lâm bán cho blogger. Theo thông tin lan truyền trên mạng, nữ diễn viên Trần Hồng, mẹ của Trần Phi Vũ, đã chi 2 triệu nhân dân tệ, 292.000 USD để ém nhẹm scandal tình ái của con trai nhưng không thành công. Hiện từ khóa liên quan đến bê bối đời tư của Trần Phi Vũ đứng đầu bảng tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo, không ít người chỉ trích chế giễu nam diễn viên là Ngô Diệt Phàm 2.0. Trần Phi Vũ có ngoại hình hao hao Ngô Diệt Phàm, việc anh lộ ảnh phòng the ở giai đoạn sự nghiệp đang phát triển cũng giống với đàn anh tai tiếng. Phía Trần Phi Vũ chưa lên tiếng về vụ lùm xùm, tuy nhiên Sina nhận định scandal tình ái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng và con đường thăng tiến sự nghiệp của nam diễn viên trẻ, thậm chí sự nghiệp nam tài tử sẽ chính thức tiêu tan từ đây. Trần Phi Vũ sinh năm 2000 là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và mỹ nhân cổ trang Trần Hồng. Vì xuất thân bề thế, anh được mệnh danh là thái tử của showbiz Trung Quốc. Trần Phi Vũ từng diễn xuất trong Bí Quả, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Tương Dạ. Năm 2022, danh tiếng của Trần Phi Vũ lên cao vào top 6 trẻ tiềm năng của màn Hoa ngữ nhờ thành công với vai diễn Lý Tuân trong tác phẩm Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa có thể nói là một cú bật hoàn hảo giúp tên tuổi Trần Phi Vũ trở nên nổi tiếng hơn không chỉ trong Trung Quốc mà còn ở các nước châu Á khác. Sự kết hợp ngọt ngào với Trương Tịnh Nghi trong phim được nhiều người đánh giá cao. Cặp đôi được xem là nhân vật chuẩn nguyên tác như bước ra từ bộ truyện Ngôn Tình Gốc. Cặp đôi được nhiều người hâm mộ đẩy thuyền phim giả tình thật sau khi phim kết thúc. Tuy nhiên, ngay khi tin đồn nổ ra, từ khóa cặp đôi vạn mẹ Tuân Hoàng, Bad Ending của cặp đôi đã xuất hiện và thấy sức nóng mà lên thẳng top 5 tìm kiếm.